Chào tất cả các bạn. Đúng như chương trình của ban tổ chức người ta có ghi lên là 9:30, thì bây giờ là 10:20. Những cánh chiều đầu tiên đã bay bổng trên công viên Biển Đông của thành phố Đà Nẵng. Chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 29/4, lúc nào đang có mặt tại công viên Biển Đông, nằm ở đường Võ Nguyên Giáp của thành phố Đà Nẵng. Trước mắt các bạn là những cánh diều đang được thả lên tại bãi biển Phước Mỹ, nơi công viên Biển Đông của thành phố Đà Nẵng. Bây giờ là cỡ tầm 10:15 đây các bạn. Những cánh diều đẹp quá các bạn ơi, đủ sắc màu. Ban tổ chức người ta đang triển khai thả diều đó các bạn. Đó là những cái âm thanh mà khi diều nó lên nó gặp gió nó phát ra những cái âm thanh như vậy đó các bạn. How are you from? Where am I from? Australia. Ah, Australia. Oh, so thank you. Hong Kong. Oh, Australia. Oh, thank you. Oh, thank you. Khách ở đây là người ở Australia các bạn, ở Úc.
Hello. Hi. Yes, ma'am. Ma'am, hi. Oh, thank you. Và tôi nói là đứng du lịch Đà Nẵng ra bên này lâu chưa? Dạ được mấy ngày rồi. À nói vậy, tôi nghe giọng như là chú là người như cũng ở quê Quảng Nam hay Đà Nẵng này đúng không? Ở Bình Dương ạ. À Bình Dương, dạ, dạ. Mà nãy này bây giờ ra tham quan du lịch dạ, ở dạ. Đà Nẵng này. Dạ dạ. Chơi mấy ngày lại dẫn người chơi. Chú có cảm nhận thành phố Đà Nẵng và nhất ở biển đông này như thế nào? Dạ thấy cũng vui cho vui vẻ. Dạ, không khí nó trong lành rồi chứ hả? Dạ. Đẹp quay ra luôn á. Dạ, dạ, dạ. Xin cảm ơn chú. Dạ. Đủ màu sắc và đủ hình thù đẹp quá các bạn. Thanh thắt là vừa cánh rừng nhỏ này đó các bạn.
Bữa nào ba sẽ bắt cho con. Đây là các chuyên gia của người Thái Lan đó các bạn. Xin lỗi, hồi nãy có tiếp chuyện với anh thì anh nói được tiếng Việt đúng không? สวัสดีครับ. Vâng. Anh đã đến thành phố Đà Nẵng này lâu chưa? Anh đến thành phố Đà Nẵng lâu chưa? Bình dân cả thì good weather, beautiful beach from Đà Nẵng. Oh, yeah. Very good. Oh, thank you. Thank you very much. Yeah. Thực tế ra thì sức khỏe Đà Nẵng cũng đập bỏ một vài tờ tiếng Anh rồi các bạn ơi. Cho nên đây cũng là một cái trở ngại lớn khi mà tiếp xúc với lại người nước ngoài. Mà bằng chứng là các chuyên gia của người Thái Lan. Đấy, người ta chỉ nói được một vài tờ tiếng Anh, tiếng Việt thôi. Chứ thực tế sức khỏe Đà Nẵng biết tưởng rằng là họ nói được tiếng Việt nhưng thực tế họ không nói được. Họ nói bằng tiếng Anh nhưng sức khỏe Đà Nẵng thì lại giúp được tiếng Anh. À, cha con như vậy đến thành phố Đà Nẵng lâu chưa? Được 2 tháng rồi. À, chứ hỏi anh là du khách ở hình như ở Quảng Ngãi đến đây đúng không? Quảng Ngãi. Nói vậy anh có quê hương gì ở thành phố Đà Nẵng này không? Không. Có nghĩa là ngày xưa anh cũng ở Đà Nẵng này. Anh qua Đà Nẵng này nhưng mà sau bao nhiêu năm như vậy là bây giờ mình về thăm quê hương và thăm gia đình đúng không? Chúc anh có một chuyến du lịch thăm với gia đình vui vẻ hạnh phúc nhé. Thân cảm ơn anh.
bây giờ chiều có hình dạng con rắn đó các bạn. Nhưng mà bởi vì nó chưa đủ sức gió để mà hút vào trong cái tấm diều, cho nên là chưa bay hết lên cao lên mặt đó. Và ở kia là con bạch tuộc. Đây là cánh diều người ta đang bắt đầu thả lên đấy các bạn. Khi thả lên như vậy thì nó từ từ nó gió nó hút vào trong những cái diều như thế này. Và khi đã nó gió như vậy thì nó sẽ bay bằng tay trên bầu trời mấy biển thiết bị bằng mấy cái liên điện này của mình.
điều rất là to lớn đó các bạn. Và khách du lịch người ta cũng lợi dụng bóng mát của cánh dừa này để mà người ta thánh giá ở dưới một cánh dừa cũng lợi dụng. Thật tuyệt vời luôn. Bây giờ đã là giờ trưa rồi, cho nên là khách tham quan ở trong nước cũng như là khách quốc tế người ta tham quan tại đối diện công viên biển Đông rất là đông đấy các bạn. Bây giờ đã là hơn 11 giờ trưa, nhưng mà bên cái đơn vị để mà thả dừa người ta vẫn triển khai chưa xong hết đấy bạn. Như vậy thì từ đây tới chiều hay là người ta mới hoàn thành hết được tất cả những cái cánh dừa. Thì cái sức mạnh Đà Nẵng cũng không liên hệ được một người nào là người Việt Nam để thành phố Đà Nẵng về trong ban tổ chức để nắm rõ được cái là tổ chức gì như vậy, thì gồm có bao nhiêu cánh dừa và đơn vị thực chức để mà tổ chức, nhưng không phải dừa như vậy là bao nhiêu cánh dừa. Tôi sẽ mau để ý thì từ sáng giờ nếu mà tính đến ra thì rất là nhiều các bạn, rất là nhiều cánh dừa. Đây là những cái cánh dừa mà người ta bao giờ trước người ta đang chuẩn bị để bắt đầu là triển khai cho tiếp tục luôn cái thải dừa đó thôi. Còn rất là những cánh dừa đang triển khai để mà thả đi bày tỏ cái điều kiện như thế này. Bây giờ đã trưa rồi. Sắc màu Đà Nẵng xin tạm dừng ở đây nhé. Chiều nay sắc màu sẽ tiếp tục tại công viên biển Đông. Các bạn quan tâm theo dõi và chia sẻ. Xin cảm ơn.